Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì lại là mình đây. Thì hôm nay nó là ngày mùng 9 tháng 8, mình lại vào làm cái video hướng dẫn cho anh em là mở cái mật mã hàng ngày để kiếm về tài khoản của mình là 1 triệu xu. Đấy, cũng như là lấy thêm một cái chìa khóa nữa trong cái trò chơi nhỏ nhá. Đấy thì ở trên màn hình anh em bấm vào cái ô mật mã hàng ngày cho mình nhá. Bấm vào đây này. Ok, khi bấm vào ô mật mã hàng ngày thì nó hiện ra cái thanh mật mã hàng ngày và bên đây nó là 1 triệu xu. Đấy thì cái từ khóa mật mã của ngày hôm nay đó là từ crypto, crypto. Ngày hôm nay nó bao gồm tất cả là 6 ký tự. Ký tự đầu tiên đó là chữ C, ký tự thứ hai đó là chữ R, ký tự thứ ba đó là chữ Y dài, ký tự thứ tư đó là chữ P, ký tự thứ năm đó là chữ T, chữ T, ký tự thứ sáu đó là chữ O. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi mở khóa từng ký tự một nhá. Thì ký tự đầu tiên chữ C, chữ C đấy anh em cho mình là một giữ, một chấm, một giữ, một chấm nhá. Một giữ này, một chấm này, một giữ này, một chấm này. Ok, ký tự đầu tiên chữ C, chữ C đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ hai thì anh em cho mình là một chấm, một giữ và một chấm nhá. Một chấm này, một giữ này, một chấm này. Ok, ký tự thứ hai chữ R đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ ba chữ Y dài. Anh em cho mình là một giữ, một chấm và hai giữ nhá. Một giữ này, một chấm này, một giữ này, hai giữ này. Ok, ký tự thứ ba chữ Y dài đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ tư chữ P thì anh em cho mình là một chấm, hai giữ và một chấm nhá. Một chấm này, một giữ này, hai giữ này, một chấm này. Ok, ký tự thứ tư chữ P đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ năm chữ T, chữ T đấy anh em cho mình là một giữ nhá. Một giữ này. Ok, ký tự thứ năm chữ T đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ sáu, ký tự cuối cùng đó là chữ O thì anh em cho mình là ba giữ nhá. Một giữ này, hai giữ này, ba giữ này. Ok, mật mã hàng ngày, mã bị bẻ khóa, bạn là một thám tử thực sự. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào ô nhận giải thưởng nhá, nhận giải thưởng này. Đấy thì khi mà chúng ta giải mã xong thành công thì ở đằng sau cái chỗ 1 triệu này nó đã có cái tích xanh. Đấy, cũng như là ở trên cái ô mật mã hàng ngày này nó cũng đã có cái tích xanh. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vào cái ô trò chơi nhỏ để lấy thêm về tài khoản của mình là một chìa khóa nữa nhá. Đấy thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô trò chơi nhỏ nhá. Bấm vào đây này. Đấy thì ở đây nó yêu cầu chúng ta di chuyển đến thị trường và nhận chìa khóa. Đấy thì chúng ta phải di chuyển những cái ngọn nến để mở đường cho chìa khóa nó di chuyển từ bên trái sang bên phải là chúng ta có thể nhận được chìa khóa nhá. Đấy thì các bạn chú ý những cái bước di chuyển đến của mình để làm theo sao cho nó kịp thời gian nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chơi luôn này. Chơi này. Đây này các bạn, di chuyển sang này. Các bạn lên này, lên này, lên này, sang này. Sang này, lên này, sang này, xuống này. Sang này, sang này, lên này. Sang này, sang này, sang này. Sang này, lên này, sang này, sang này, xuống này, xuống này, sang này. Đã giải xong câu đố. Đấy, thì khi mà chúng ta giải xong cái câu đố thì chúng ta đã nhận thêm được cái chìa khóa nữa. Ở đây nó là chìa khóa thứ 20. Và ở cái ô trò chơi nhỏ này nó cũng đã có cái tích xanh ở đây nhá. Đấy, thì vừa xong là mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn là mở cái mật mã hàng ngày để kiếm về tài khoản của mình là 1 triệu xu. Đấy, cũng như là lấy thêm một cái chìa khóa nữa ở trong cái ô trò chơi nhỏ nhá. Đấy, thì nếu mà thấy cái video này của mình nó hay và nó hữu ích cho các bạn thì các bạn cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đấy và mình cũng để cái đường link giới thiệu ở dưới phần mô tả của video này. Nếu các bạn muốn tham gia Hamster Combat thì bấm ngay vào cái đường link giới thiệu ở dưới phần mô tả của video này nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau. Mình tạm dừng video ở đây nhé.